Ok, hai các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ra Làm Phải Nét. Rồi mình mới đi chợ về từ rót miếng sữa chua uống đã nha. Ok, đó, sữa chua là trước khi mà uống sữa chua á, là các bạn phải lắc lắc lên như vậy. Tại vì hôm qua có rất là nhiều bạn đặt cho mình cái câu hỏi đó là: anh ơi, trước tập á, thì uống sữa chua được không? Đó, sữa chua rất là ngon. Miếng này nhìn ngon quá. Rất là ngon luôn, đây mình rót một ly. Đó. Rồi nhiều đây là cỡ 200g 200ml sữa chua. Cái hũ cái bình này nè là cỡ 880. Uống rất là ngon và rất là đã luôn. Mình á là mình cực kỳ thích uống cái loại sữa chua này. Vì sao? Vì sữa chua á nó giúp cho cơ thể của bạn tăng cường cái hệ tiêu hóa, và nó có rất nhiều lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa của bạn, giúp bạn tiêu hóa hấp thụ đồ ăn tốt và hiệu quả hơn. Mà chính cái việc á mà bạn tiêu hóa và hấp thụ đồ ăn hiệu quả hơn, nó giúp cho bạn phòng tránh được các bệnh về tiêu hóa, nó làm cho đồ bạn ăn cảm thấy ngon hơn. Đặc biệt là nếu mà bạn đang trong một cái chế độ ăn kiêng hay là ăn để giảm cân, thì cái việc mà bạn ăn thêm sữa chua nó sẽ rất là hợp lý, hay là uống thêm sữa chua rất là hợp lý. Tuy nhiên, nhiều bạn sẽ hỏi là 100g sữa chua này, cái bình sữa chua này thì sẽ bao nhiêu calorie, thì nó ghi rất là rõ như này. Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g là 92 calorie. Với tất nhiên là với 92 calorie thì bạn có gì? Tức là cái bình này nó là 880 đúng không? Là 0.88. Là 880 chia cho 100 nhân cho 92, tức là cái bình này nó cỡ 800 calorie, và vừa rồi mình uống hết cỡ 1/4 bình thì nó cỡ tầm 250. Thì mình lấy các bạn để mà tính được cái lượng calorie á, thì các bạn biết là cái ly này á nó rơi vào khoảng tầm là 200, cái ly này cỡ tầm 300ml nước, nghĩa là nếu mà khi nãy mình uống gần hết ly thì ước chừng nó khoảng tầm 250 ml. Với 250ml á, thì nhân các bạn sẽ lấy á, là 250 các bạn chia cho 100, các bạn nhân cho với 92 thì nó sẽ ra là cỡ tầm 230 calorie. Nói chung á, là cái này á khuyên các bạn nên uống sau tập và không nên uống trước tập. Vì sao? Vì với 230 calorie, em ơi điện thoại em nè em, với 230 calorie thì nó có bao gồm trong này ghi rất là rõ, bao gồm là đường RE, men tetosocet và lactobacillus bulgaris, nghĩa là cái trong này có lacto từ trong sữa, mà lacto ở trong sữa phần lớn gen của người châu Á và người Việt Nam của chúng ta rất khó tiêu thụ trong một khoảng thời gian ngắn, ví dụ như là khoảng tầm 30 phút. Vấn đề là khi mà bạn uống cái sữa chua này á, cơ thể của bạn nó có một cái hàm lượng đường lacto đến từ sữa, và cái đường này nó rơi vào khoảng thời gian là khoảng 60 phút để nó hấp thụ hết vào trong máu, nghĩa là hệ tiêu hóa của bạn sẽ không thể tiêu hóa hết hoàn toàn cái đường lacto này. Nó dẫn đến một vấn đề là nếu mà cái này mà bạn uống trước tập, bạn sẽ rơi một vấn đề là cơ thể của bạn sẽ khó tiêu hóa cái này, và khi bạn tập bạn sẽ dễ bị buồn nôn, bạn dễ bị choáng và dễ ốc ách cái bụng, tại vì nó chưa tiêu hóa hết. Nhưng cái đường lacto này nó hấp thu sau khi tập rất là nhanh, và khi nó hấp thu sau khi tập nó giúp bạn phục hồi cái cơ thể của bạn để tránh bạn việc bạn bị choáng, bị mệt sau khi tập, và nó làm cho hệ tiêu hóa của bạn dễ dàng ăn uống những cái bữa ăn sau tập và hấp thu dinh dưỡng trong đó rất là tốt. Cái việc này kể cả khi bạn đang trong quá trình mà bạn tăng cơ hay quá trình mà bạn giảm mỡ, đều nó sẽ giúp cho bạn hoàn thiện cái quá trình của bạn tập luyện cũng như dinh dưỡng rất là nhanh. Như vậy lời khuyên cho bạn là sữa chua rất là tốt, mỗi lần uống nên khoảng tầm 200ml, và nên uống sau tập hoặc là uống ở bữa phụ khoảng nhất 9 giờ hay là 3 giờ chiều, đừng uống nó trong 30 phút trước tập. Ok ha, rồi xong một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai, cái vấn đề tiếp theo nhiều bạn sẽ hỏi là ở đây, tại vì mình mới đi chợ về nó có nhiều món lắm. Đây, thịt heo quay 32.200 đồng, cái này thì 200.000 một ký và tí xíu gì thôi nè, cỡ 162 calo 162 gram.
với thịt heo quay như thế này 162 gram nó sẽ rơi vào khoảng tầm 450 đến 500 calorie. Vì sao? Vì các thành phần chất béo trong này nó rất là nhiều. Các bạn có thấy cái phần mỡ heo này không? Cái phần màu trắng này nè là cái phần mỡ chất béo của thịt của con heo. Với 1 gram chất béo trong này các bạn có 9 calorie, đặc biệt là cái phần da. Cái phần da này nó còn một bao gồm một cái hàm lượng cholesterol và loại chất béo không bão hòa, chất béo bão hòa chứ. Cái phần này nè, tại vì nó chiên rất là nhiều nên nó sẽ là một chất béo bão hòa. Và cái chất béo bão hòa này thì nó có vấn đề gì? Cái vấn đề của nó là khi bạn ăn nhiều cái phần mỡ heo này nè và cái phần giòn này nè đó, các bạn thấy cái phần heo nó giòn gì không? Nó bão hòa, nó chuyển hóa thành cái lượng mỡ cứng trong cơ thể của bạn. Nghĩa là nó sẽ rất rất khó tiêu hóa. Nghĩa là khi mà bạn hình thành đầu tiên mà tôi nói luôn là không phải là tôi dọa các bạn, nhưng mà khi mà bạn ăn một miếng gì thì bạn cũng không thể mập thêm. Nhưng mà bạn không ăn cái này trong vòng vài ba lần hay vài ba ngày thì bạn cũng không thể ốm ngay đi. Bởi vì là sao? Tại vì cơ thể của các bạn nó không mập lên trong một khoảng thời gian ngay lập tức, và nó cũng không ốm đi trong một khoảng thời gian ngay lập tức. Đó là cần cả một cái quá trình dài, đồng nghĩa với việc tại đôi khi mà giả dụ như một tuần bạn tập luyện tốt 6 ngày, bạn ăn tốt hết 6 ngày cuối tuần, bạn ăn một miếng này thì bạn cũng không có chết hay là bạn cũng không có mập đi lên một xíu nào hết, nên bạn đừng có lo lắng quá nha. Nhưng mà cái vấn đề là nếu mà bạn ăn cái món này thường xuyên thì cái lượng chất béo bão hòa trong cái mỡ da heo này nè, đó, nó hấp thụ ngày qua ngày. Ví dụ một tuần bạn ăn 3 lần, một tháng bạn ăn 12 lần, một năm thì như vậy bạn ăn là một tuần là 3 lần thì một năm sẽ rơi vào khoảng tầm 150 lần cái thịt heo này, thì tổng quan cái lượng mỡ rất là lớn, nó sẽ tích tụ thành một cái lượng mỡ dư thừa ở bụng của bạn rất là nhiều. Vậy nên sẽ có nhiều bạn hỏi là anh ơi em nên ăn kiêng trong bao lâu, và nên kiêng thịt heo, kiêng thịt mỡ trong bao lâu thì em mới có cơ bụng số 11 hay là bụng của em mới giảm hết mỡ thừa, thì câu trả lời là tính bằng năm luôn. Cái này là tôi nói thẳng. Tại vì sao? Tại vì tôi biết là với những người mà đang có nhu cầu giảm cân thì thay vì là những bữa phụ bạn uống sữa chua như vậy rất là tốt cho cơ thể của bạn, thì những bữa phụ đôi khi bạn lấy thịt heo như thế này bạn ăn với bánh mì vào giấc ở 3 giờ chiều, chính xác không? Và thường á, cái giờ đó bạn sẽ khá là đói, khá là thèm. Mà một cái phần thịt heo như thế này nó sẽ làm bạn gia tăng cái lượng mỡ thừa và gia tăng cái lượng calorie rất là nhanh. Nhưng còn đi kèm một vấn đề nữa, đó là thói quen của bạn. Cái thói quen mà bạn ăn những cái đồ béo, thịt mỡ heo như thế này nó kéo dài nhiều năm. Nghĩa là cái lượng mỡ thừa trong cơ thể của bạn nó được tích tụ từ nhiều năm. Nên khi mà bạn bắt đầu vô cái quá trình giảm cân, giảm mỡ sẽ rất là khó. Thật sự rất là khó để bạn có thể kiêng được như những cái miếng thịt heo này. Nhưng bạn phải bỏ nó đi thôi. Bạn bỏ nó đi và tập ăn những đồ ăn tốt cho sức khỏe của bạn hơn. Ví dụ như bạn uống sữa chua như thế này. Cái này nó có 200 calorie, kể cả bạn uống một ly đầy tới 250 calorie thì bạn sẽ no. Và dinh dưỡng trong này sẽ rất là tốt, có men tiêu hóa, có protein, có carb, có chất béo vừa đủ, chứ không phải là chất béo bão hòa khó chuyển hóa thành năng lượng mà nó tích tụ thành cái lượng mỡ cứng, mỡ nội tạng trong cơ thể của bạn. Khi mà cơ thể của bạn tích tụ quá nhiều cái lượng mỡ thừa, mỡ nội tạng, nó rơi vào một vấn đề là bạn sẽ rất ì ạch, bạn sẽ rất chậm chạp, bạn sẽ rất dễ bị mệt, bạn sẽ rất dễ bị choáng. Bạn tập thể thao, bạn đi, bạn đứng, bạn ngồi, bạn ngủ nghỉ, hay thậm chí bạn lên máy chạy bộ, bạn chỉ cần chạy 200 m là bạn đã cảm thấy bạn bị choáng và mệt. Điều đó rất là tệ hại, vì như thế bạn sẽ rất khó bắt đầu việc tập luyện một cách chuyên cần. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà bạn muốn thay đổi cơ thể thì bạn phải chấp nhận kiêng từ từ những cái món ăn như thế và ăn nhiều hơn rau củ quả trái cây. Để tôi lấy cho bạn coi một bịch rau nha. Đây.
cái bịch rau này là 37.000 nửa ký rau muống. Nửa ký rau muống này á thì nó sẽ rơi vào calo khoảng tầm nửa ký nha. Nửa ký rau muống này chắc cũng cỡ chưa được 100 calo đâu. Còn một quả xoài như thế này á, cái dốc của 37.000 bó này có 18.000 nè. Bó này a 18.000 nhầm. Bó này có 18.000 thôi nha các bạn, tôi đọc nhầm số. Bó này có 18.000. 18.000 các bạn được nửa ký rau muống. Mà để ăn hết nửa ký rau muống là rất là khó. Rồi, còn ví dụ giờ buổi chiều á, nhâm nhi quả xoài keo đi chẳng hạn, calo trong đó nó sẽ rất là ít, ít hơn rất nhiều là so với việc là bạn ăn một cái phần thịt heo như thế này ha. Hoặc là bạn có thể chọn cái bữa phụ cỡ 3 giờ chiều là sữa chua, và cái này có thể uống sau tập nhưng đừng uống trước tập nha. Rồi, giống như đầu video đã nói, nghĩa là khi bạn muốn thay đổi cơ thể của các bạn, cái quá trình mà bạn chuyển hóa từ cái thói quen mà bạn ăn rất nhiều đồ ăn nhiều calo, ví dụ như là cái hộp sầu riêng này chẳng hạn, trời cái này là nhiều calo lắm, cái phần này là không có dưới mà 500 calo đâu, và đường trong này nó rất là nhiều nhưng mà nó không có gọi là tích tụ cái mỡ thừa chất béo nhiều bằng cái món thịt heo quay này đâu. Cái thịt heo quay này cái mỡ heo vô cùng nhiều luôn. Ở đây mình nói nghĩa là nếu mà bạn muốn thay đổi cơ thể của bạn, muốn bạn trở nên khỏe mạnh hơn và tiêu diệt đi cái đám mỡ thừa của bạn tích tụ từ rất nhiều năm, thì nghĩa là bạn cần rất nhiều thời gian để thay đổi thói quen ăn uống, ăn những đồ ăn lành mạnh hơn, ví dụ trái cây, ví dụ là rau, ví dụ là sữa chua, từ đó cơ thể của bạn mới trở nên khỏe mạnh hơn và phòng ngừa các bệnh mỡ nhiễm máu, gan nhiễm mỡ, phòng ngừa mỡ nội tạng, và trên hết đúng theo ý bạn là bạn sẽ được khỏe hơn và đẹp hơn. Còn nếu mà bạn vẫn duy trì những cái thói quen mà bạn ăn rất nhiều đồ chiên xào, nhiều dầu mỡ như thịt mỡ heo như thế này, hay là bạn ăn đồ ăn rất nhiều calorie và rất là ngọt, rất là sướng miệng như bạn ăn sầu riêng như gì, bạn sẽ rất khó để giảm cân giảm mỡ. Nói tới đây các bạn sẽ thấy có nhiều video tôi hay ăn, tôi thỉnh thoảng cũng ăn là heo quay, thỉnh thoảng tôi cũng ăn sầu riêng, rồi các bạn lại nói là trời ơi anh cũng ăn sao mà anh nói bằng em mà em không ăn được. Không, tôi khác, bạn phải biết vấn đề của bạn. Bạn không thể nhìn vào tôi là bạn áp vấn đề của tôi cho vấn đề của bạn được, bạn hiểu không? Tại vì tôi tập thường xuyên, tôi ăn bình thường nó rất là tốt, và tôi không có nhiều năm ăn sai lầm và dư mỡ thừa như bạn, thì đồng nghĩa với việc là tôi có quyền lâu lâu thỉnh thoảng tôi mua sầu riêng ngon như thế này tôi ăn. Bạn đừng nhìn để bạn ghen tị và nói rằng đó là một sự bất công, tại đó là chuyện hết sức bình thường nha. Còn mà lâu lâu thỉnh thoảng tôi ăn heo quay như thế này bình thường, nhưng bạn có rất nhiều khoảng thời gian bạn ăn sai lầm rồi. Nên giờ nếu muốn thay đổi cơ thể, bạn bắt buộc phải đưa vô cơ thể của bạn vô một trạng thái ăn uống tốt hơn và duy trì nhiều khoảng thời gian, nhiều tháng, thậm chí là 1 năm, cao hơn là 2 năm. Trước khi mà bạn phải duy trì thói quen bạn ăn nhiều rau, đây, nhiều rau xanh, nhiều trái cây và uống sữa chua, nó sẽ rất là tốt cho cơ thể của bạn. Vẫn kết hợp với việc là bạn phải tập luyện đều, ăn nhiều đầy đủ rau, thịt, cá, trứng, sữa, nó sẽ rất là tốt cho bạn nha. Còn nếu mà bạn còn thắc mắc về vấn đề tập luyện và ăn uống như thế nào nữa, hay là muốn có một cái chương trình đầy đủ hơn, hãy inbox fanpage Mua Khóa Học Online của Ralong Fitness, tôi sẽ hướng dẫn và kiểm soát vấn đề tập luyện và ăn uống cho bạn. Rồi, kết thúc video ở đây, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Ralong Fitness. Hãy nhớ, bạn sẽ có rất nhiều khoảng thời gian ăn uống sai lầm, nên hãy hạn chế tối đa những cái đồ ăn chiên xào nhiều dầu mỡ và những đồ ăn có đường. Tập thói quen ăn nhiều trái cây, rau xanh cũng như là uống sữa chua để giúp cho cơ thể của bạn trở nên khỏe hơn, đẹp hơn và giảm cân, giảm mỡ hiệu quả hơn. Hãy tập thay đổi dần những thói quen nha. Rồi, chúc các bạn làm tốt.